jgrayroblox.com, sống ngặt Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Ngay bây giờ mình đố các bạn nha, cái lõi hồ quang này là của anh Titan nào? Cho 3 giây bình luận nè. 3, 2, 1. Hết giờ. Nếu như các bạn bình luận là của anh Titan TV Man thì đó là câu trả lời hoàn toàn sai nha các bạn. Còn các bạn bình luận là của anh Titan Cameraman thì sao? Đó chính là câu trả lời hoàn toàn chính xác nha các bạn nha. Nhưng mà đây không phải là anh Titan Cameraman bình thường, mà đây chính là anh Titan Cameraman bên trong Roblox các bạn à. Nhìn thấy cái tay vuông vuông Roblox không? Nhiều bạn nhìn còn tưởng đây là Minecraft nha các bạn, nhưng mà không, đây là Roblox. Và các bạn thấy đẹp không? Trời ơi, người phát sáng đúng ngầu luôn các bạn. Và ngày hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau vô coi anh Titan Cameraman ở trong Roblox hàng nhái so với lại hàng thiệt trong Skibidi Toilet bộ phim, thì để coi coi là có giống hay không, và nếu như giống thì có đẹp hơn hay không nha các bạn nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Nhưng mà trước mà video này các bạn nhớ để lại cho video của mình nút like ủng hộ cho mình và anh Titan Cameraman cấp 2 nha các bạn. Chứ hiện tại là kênh mình nó sắp lên tới 98% người xem chùi rồi các bạn à. Hiện tại đây là 97,8 nha các bạn nha. Những bạn nào đến tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh ở phía dưới để không bỏ qua bất kỳ video nào mình tung tương lai nha anh em. Cảm ơn rất là nhiều. Nhớ giúp cho mình đăng ký kênh tại vì kênh mình sắp đạt được 3 triệu người đăng ký rồi các bạn à. Nhớ giúp cho anh nha. Có giờ thì bắt đầu video thôi. Let's go baby. Nhớ bấm like nữa nha. Ok các bạn ơi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng video coi Skibidi Toilet Roblox nào các bạn à. Nhưng mà trước khi video thấy gì đây không? Đây chính là con mèo nhà mình, nó đang mang những bộ đồ của Free Fire á bạn. Tại vì có rất là nhiều bạn fan yêu cầu là anh James, anh mà muốn được nhiều người bấm like là anh phải để Free Fire vô, tụi em mới bấm like cho anh. Ok, hôm nay anh kêu con mèo của anh nó mặc mấy bộ đồ Free Fire để em chứ bấm nút like cho anh nha. Ok, còn bây giờ thì vô coi video nào các bạn à. Nhìn con mèo này hài thật sự, cầm cái AK rồng xanh mới giữ chứ. Rồi đây là tập gì đây? Hình như này là tập Skibidi Toilet 24. Rồi mới giờ mà thấy cameraman ngầu chưa? Rồi vô xài nước với đi uổi, nhưng mà gặp con Hydra này là bó tay chấm cơm luôn. Đó, nói chung là mấy anh này mở nhạc cực kỳ hay các bạn à. Ú, cái này là trong Roblox nè. Ú, cũng giống giống các bạn. Wow, thôi người ta làm đúng chân thật luôn, bạn thấy giống không? Giống là cho một nút like liền nha các bạn nha. Ok. Ui hay vậy ta. Ui tôi Skibidi Toilet nhiều đầu nè, nhưng mà lúc này thì không giống lắm, vì tại sao không? Tại vì nếu mà nhiều đầu là nó phải có nhiều màu da khác nhau cho bạn nha, da trắng, da đen, da nâu, da vàng rồi các kiểu nha các bạn. Ok. Ui có nhạc luôn. Wow, có hai anh đang múa mà đi luôn hả bạn? Giống thiệt sự luôn. Ui, đây là một trong những tập đau buồn nhất luôn. Có khi nào tập này được diễn tả lại cực kỳ đau đớn không trời? Cùng nhau coi thử nha. Rồi, I think this is a trap. À, tôi nghĩ đây là một cái bẫy. Đúng rồi đó anh, thằng G-Man này. Ok, G-Man không là gì với anh đâu. Quá đơn giản, mày láo, mày lên đây. Nè, khóc liền nha con trai. Ơi, mất cây cái loa rồi. Xong rồi chuẩn bị mất luôn cái móng vuốt các bạn. Cây thật sự, rồi cái thằng quỷ này. Mình nói thiệt bạn nha, về cái độ ngầu á là của anh Titan Cameraman cấp 2 á, chưa chắc ngầu bằng anh Titan TV Man nha các bạn. Tại vì mở đèn là hơi bị ngầu. Mày lấy mày. Ôi, cái lúc mà anh ấy anh quay lại quýnh với thằng máy cưa biết đố các bạn, thằng Skibidi Toilet nó sẽ nói gì, nó sẽ hát bài gì, chắc các bạn sẽ kêu là nó đang hát cái bài Skibidi Dob 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 Yes Yes đúng không? Không có đâu, nó hát cái bài là phía sau lưng anh kìa, đúng người ấy đây phải không? Speaker man luôn rồi trời ơi, cây thì cái gì. Ê mà các bạn thấy anh cũng thế nào cũng mạnh chứ bộ. Anh không có áo giáp nha, mà anh dùng cái tay này nè, anh đỡ được viên đạn của Titan Speakerman, đỡ được súng laser luôn, ghê chưa? Trời khứa là vô cái thuốc cuối nè. Cây thì chứ, nè
để chửi là tụi bay làm gì cũng không xong nữa. Ok, cùng nhau vô coi trong Roblox xem sao các bạn ơi. Anh hai đa phu. Ok nè, coi trong Roblox nè. Ô Roblox cũng giống nha. Ồ, tại sao Swiss comment bỏ chạy rồi các bạn? Tại sao TV Man xuất hiện? Oh my god, mình đã chơi rất là nhiều tựa game Skibidi Toilet biến hình rồi, nhưng mình phải đánh giá là cái bộ đồ này rất là đẹp luôn ở trong Roblox nha bạn. Nice. Wow, ngầu dữ. Ủa sao kỳ, thằng G-Man này cái da của nó hơi đỏ các bạn ơi, đó là người da đỏ hả? Ui, nó bắn súng laser kìa. À, bắn thoải mái anh cũng xin nhé. Khóc liền. Khóc liền, vô bệnh viện liền. Thằng máy cưa kìa. Ô, cưa hai cái bài đó luôn kìa bạn. Wow. Trời. Mới vô là tìm thấy điểm sai nè các bạn. Cái lúc mà thằng máy cưa nó chết á, Là nó cưa được hai cái móng vuốt qua này luôn. Mà lúc này anh này vẫn còn lại một cái móng vuốt các bạn ơi nhà Nam. Đó, anh vẫn còn một cái móng vuốt ở đây là hơi sai nha, chưa đúng nha. Ok, nhưng mà lúc này thằng Chimen nó bắn vô cái đằng sau là tự bể luôn rồi, thôi cũng được. Này, bật chiêu. Giống không bạn, giống trong phim không, giống trong phim không? Giờ khúc này đi coi có giống trong phim không nè. Oh my god. Oh my god. Người ta làm hay thiệt các bạn ơi. Ê, sao tự nhiên có con Skibidi Toilet cầm súng phóng lũ ở đây rồi trời. Wait a minute. Nè, tự nhiên con này, mình nhớ con này nó cầm katana mà tao chứ đâu cầm súng bóng lụ đâu ta. Thôi kệ, nhưng mà người ta làm cũng rất là hay luôn các bạn. Nhớ đây lại chưa video mình nút like nha các bạn nha. Cực kỳ hay. Nè, thằng ký sinh nó tới nè. Nhưng mà hộp bạn trai. Chửi. Ê, skip tôi lấy thằng Titan Speed Comment kia nó vẫn còn loa đủ các bạn à. Nói chung là người ta làm cũng hay, nhưng mà hơi thiếu. Này, anh này anh đu vô anh hy sinh nè. Ê, vậy là chúng ta sẽ được thấy anh Kirito. Đấy, Kirito à, mưa dở lắm. Camera với anh Kirito. Mày ra chỗ khác chơi. Bắn nó. Bùm, mày giải cứu liền. Let's go. Ê, máy cưa tới nè. Anh Diego ảnh sẽ né xuống các bạn, còn mình sẽ ăn đạn. Và đây là ở trong Roblox. Nè, máy bay nè. Da tím. Ô, những con Skibidi nó da tím. Ê, anh Kirito nè bạn. À. Hài được chứ. Mày, da tím là tha đốt. Ô, có súng thiệt luôn. Ô, nhưng mà làm anh cameraman này đáng là phải làm ảnh là phim ảnh bự, mà người ta làm phim ảnh nhỏ. Hơi sai một xíu, nhưng mà thôi cũng rất là hay rồi các bạn ơi. Làm rất là hay luôn, phun lửa đồ các kiểu luôn. Rồi, thằng kia tới. Wow. Thôi, thằng này giống thiệt quá vậy, đẹp vậy. Ghê thật sự luôn, người ta làm hay ta. Rồi thằng G-Man đeo kiếm nè, cái tập này khó làm nha. Anh này anh đưa cái ngón tay như thế này, trong Roblox mày làm sao làm được ngón tay này trời. Kêu là rút lui đi á các bạn. Skibidi Toilet kinh tởm. Mày hả mày, cờ rết anh tới. Chạy em yêu chị. Oh my god. Ngọn lửa bùng cháy. Rồi, tới công chuyện. Mấy người tới rồi bạn ơi. Rút cái đầu qua chị ơi. Thì mình coi được nhiều lần lắm mà mình đừng rất là sợ luôn bạn. Vô bệnh viện đi con trai. Đấy, nào. Chúng mình được nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ đáng yêu và dễ thương nha bạn. Nó, tụi nó tới kìa. Leave now, rồi qua đây đi ngay đi. Ok. Đấy, chị dễ thương nha, ok bạn. Ôi vậy tính nha, lúc mà chị ôm mình là mình cũng đang ôm chị các bạn. Hợp lý, ok. Ngon. Ok, qua đây. U, đang múa bạn. Hà điên này múa hoài luôn, mấy anh điên sẽ biết cơm em đâu múa trơn á. Rồi, để coi trong Roblox người ta làm nha mày nha. Lẽ đâu cô đố làm sao đâu. Cũng giống nha. Rồi xong luôn. Thằng G-Man này mình thấy nó không đeo mắt kiếng các bạn. Nó chỉ là thằng da đỏ bình thường thôi. Trời ơi. Hơi thiếu sót nha. Qua đây anh cameraman này sao đây. Anh cameraman này là cái tay của anh như là cái tay Roblox bình thường. Là cái nắm đấm các bạn rồi. Đâu có thể làm cái nút này được các bạn. Thì cho nên ngay bây giờ các bạn hãy giúp anh ấy làm cái nút này nha. Bấm ngay cái nút này cho mình ở phía dưới nha bây giờ.
Rồi tiếp tục nào. Skibidi toilet mái cưa. Ủa đây người ta làm lửa thiệt dữ. Ui Skibidi toilet kinh tởm kìa. Ôi, wow, my god. Chỉ cameraman trong đây ngầu dữ ở đây à trời. Ui bốc lửa luôn nè bạn. Rồi chết luôn. Thằng mái cưa tới kìa chị ơi giúp em. Chị giúp em. Rút cái đầu ra. Ui ghê chưa nhặt vô người mày nè con. Mày lại mày tâm thằng kia chết đi. Ủa đáng lý là trong phim là sẽ tông thằng Skibidi Toilet Squad, nhưng mà trong đây thì thằng đó nó tự tử nó chết luôn. À cũng hơi sai nhưng mà cũng được, cũng rất làm rất là hay vậy bạn ơi. Đâu để coi khúc này chị đây có làm biểu cảm giống trong phim không nha, cái đó mới là quan trọng đó. Ê tụi nó tới kìa. Oh, biểu cảm y chang luôn. Blackpink in your area luôn nè. Oh my god. Được đấy, được đấy, hợp lý, mình thích nha bây nha. Oh my god, dễ thương thật sự. Ôi mà nhìn chị trong Roblox nhìn dễ thương quá bạn. Đúng như thương rồi, người có eo rồi các kiểu, người mẫu hay gì hết trời, ghê như ta. Ok ok, ú, nghịch chuyển có ngầu nữa. Ô, ông này ông múa tiếp, ông múa hoài luôn. Ở bên kia có anh TV Man giúp đỡ kìa bạn. Ôi, căn cứ của Titan Cameraman cấp 2. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trận chiến cực kỳ quan trọng. Đại ca Titan Cameraman cấp 2 xuất hiện. Trời ơi, có nghĩa. Đừng đi bạn ơi, lùi lại. Kirito đang vô. Cái kiếm Kirito mình đâu mà múc ra liền. Ui ui, bắn liền đi. Rồi xong mày lão. Nhưng mà lúc này chúng ta sẽ bị bắn xuống luôn. Không sao, cho dù chuyện gì Kirito vẫn lên. Nè, tụi bay cười nhiều vô. Yeah, đại ca đã tới, let's go. Vô bệnh viện đi con trai. Mày láo hả, chạy đi, chạy hộ. Cái thằng ở bên đây nè, bà thấy nó mất. Nó cầm hai cái dao, nó quay vậy nè. Ờ, trời, mày quay đi. Mày quay nữa đi. À, phun lửa. Xong chưa, tới lượt anh. Phê thực sự luôn. Mình coi tới giờ là mình coi cũng 3-4 lần rồi mình vẫn thấy phê nha bạn. Xuống đây nói chuyện với anh. Và ngay bây giờ làm cái gì các bạn, đó chính là làm nút like. Let's go. Bấm like luôn các em ơi. Gọi đi thôi anh ơi. Anh đi tham gia trận chiến khác nha các bạn. Và những người này cũng bấm like. Like. Tất cả mọi nơi đều phải like nha các bạn à. Giống như chào cờ các bạn à. Ok, để coi trong Roblox coi. Ủa, trong Roblox làm căn cứ đẹp dữ trời. Ủa, căn cứ này có đèn đẹp quá bạn. Kìa. Ủa, có anh cameraman, anh đưa tay, anh kêu quay trở lại đi kìa. Cameraman Kirito đang vô. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Và một con Skibidi Toilet phun lửa xuất hiện. Một con cầm dao chém mùm lum. Xuống tên lửa bắn rồi các kiểu luôn. Wow, giống thiệt. Ủa, đẹp quá vậy. Thôi, giống y chang luôn. Ủa, thằng kia nó cầm hai kiếm luôn bạn, chứ không cầm dao nữa mà là cầm kiếm. Rồi, đại ca tới. Oh my god, ngầu vậy. Ơi, tính ra là cái này á, vừa giống trong phim mà vừa ngầu hơn trên phim đó nha các bạn nha. Biết tại sao không? Tại vì người của ảnh có nhiều cái đèn màu xanh lấp lánh hơn các bạn. Nhìn như là một vì sao. Oh my god, đây mới đúng là ngôi sao đó các bạn ơi. Ai được. Cùng nhau coi tiếp nào. Ui, anh bắn một cái là tới công chuyện mấy này liền. À, ngày quay kiếm nè. Mày quay kiếm mà con, đập nó thôi. Bum. À, hằng ngày phun lửa. À, để coi lúc phun lửa này có giống thiệt không nha các bạn nha. Để coi thử đi. À, chú phun lửa cũng ghê đấy, tới lượt anh nha. Let's go. Ủa là sao ta? Mình nhớ là phun lửa màu xanh mà ta. Ở trong đây phun lửa kỳ vậy ta. Thôi được rồi, nói chung là cũng không có bắt bẻ cho mày nha. Nhưng mà nhìn phun lửa cũng ngầu ngầu. Ảnh là chuyển qua chế độ màu đỏ cho mày nha. Nhưng mà mình thích phun lửa màu xanh hơn. Màu xanh mới là tiên nguyên tử. À, mày láo lại đây anh biểu coi. Ủa, cái tay đẹp dữ. Ok, hợp lý mày ra. Ui, ngầu dở, đúng ngầu luôn. Oh my god. Wow. Nhìn kìa.
Ở trong Roblox đâu có làm nút like được đâu, cho nên ảnh đưa cái tay vậy nè. Ok. Cái tay là biết lại dùng. Cái tay là bấm nút cái kênh đó mà. Nên bây giờ các bạn bấm nút cái kênh ủng hộ cho anh Jay nha các bạn nha. Đăng ký kênh giúp mình, nên kênh mình sắp đạt được 3 triệu người đăng ký rồi, giúp mình nha các bạn nha. Các bạn rất nhiều luôn. Tập này là anh cameraman đang bị thương khi mà quấn lộn với thằng G-Man xong á. À, quay trở về còn kịp mấy em, nhưng mà giờ hết kịp rồi, đưa cái tay lên bùm một cái. Phải không? Viên đạn có chút xíu rồi mà nó nổ bự dở lắm. Cú like liền. Để coi Roblox nè. Làm cũng giống dữ. Nhưng mà có vẻ phiên bản lần này thì làm nhẹ nhẹ hơn rồi, không đẹp bằng phiên bản hồi nãy nữa các bạn ơi. Vô đây em, à, muộn em ơi, để tới lượt. Như mấy người này không thích đi theo bản gốc gì, thích chế linh, bạn thích chế linh thêm. Người ta làm ngón tay rồi được rồi, đây là nguyên cái tiền chiêu cái luôn, nguyên cái tiền nguyên tử luôn, dữ rồi tại chế linh thì cái chứ. Ok rồi, hai cũng được. Ai hút cuối không thấy bấm like nha. Vậy giống mấy fan xin chùa rồi, bấm like được mấy người. Bên đây là các bạn nhớ nha, một con toilet màu trắng và một con toilet màu đen. Anh da đen nha, bạn nhớ nha, để coi người ta làm giống nha. Xịt sơn lại, team cameraman. Ui, anh kia anh nhảy oppa cắn nam style. Ê, sexy lady. Ê, cái toilet cảnh sát nha bạn. Rồi, ui này ơi, hai con đều da vàng thế này, phải có con da trắng da đen được các kiểu chứ, bro. Thôi được rồi, vậy làm gì cũng hay. Xịt sơn. Xịt sơn giống này. Qua bên đây. Qua bên đây có cảnh sát, nhưng không có anh cameraman nhảy oppa cắn nam style nữa bạn ơi. Thật là buồn. Ủa, cảnh sát nữa à. Quay qua bên trái có cảnh sát nữa không? Ok, nói chung là cũng được. Nhưng mình thấy coi những cái phim hồi nãy hay hơn bạn. Coi phim này thấy nó cũng hơi giống giống, chứ nó cũng không giống lắm nha bạn nha. Làm kinh phí hơi rẻ đi rồi đó. Giá rẻ. Xe tăng luôn, được không? Được, hay á. Wow, những đứa skip internet nhìn giống nhau rồi chứ. Ok, mở kệ không sao. Ui, có mấy anh comment ngồi đằng sau kìa. Vậy là video của mình tới đây cũng đã phải kết thúc rồi các bạn à. Hôm nay các bạn coi xong Skibidi Toilet Roblox bạn thấy như thế nào, thấy hay không? Đối với mình thì mình thấy khá là hay nha các bạn. Đặc biệt là những cái video mà cuộc chiến của những anh Titan nha các bạn nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày mai rất là nhiều luôn. Nếu như bạn thích video này, đừng quên lại cho mình nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh ở phía dưới nha các bạn. Ok, còn hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Nhớ để lại cho mình nút like, và đặc biệt nhất là like cho con mèo Free Fire của mình nha các bạn. Bye bye.